Là đầu tiên xin chào tất cả các em cần thủ đam mê câu cá từ mọi người tổ quốc. Hôm nay tiếp tục lên cho anh em một clip gồm những cây cần tây lóng ngắn có độ cứng tầm 1 h tới 1 h rưỡi, có chiều dài tầm 4 m tới 5 m 3. Những cây này đều là những cây carbon. Rồi đến vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Cảm ơn anh em. Đến vô cây thứ nhất cho mọi người xem nha. Cây cặp, cái này là một cặp. Cặp thứ nhất. Rồi một cặp carbon giá trúc nha anh em. Cái này carbon nó để carbon, biết carbon là báo carbon thôi. Đó. Cặp carbon giá trúc hàng Olympic. Hàng khá ok. Khá đẹp nha anh em. Còn nút tất cả các bóng đều ok hết. Đó. Để mình để đây là carbon. Đây, gốc. Nói chung mấy cây này độ nó tầm khoảng rơi vào tầm khoảng 90-95% ngoại hình. Nó để carbon mà em soi thấy gốc nó là phíp. Cũng ngộ hết sức. Đó. Thì em hỏi ông anh thì ông anh nói là carbon, phần trăm carbon ít. Đó. Đó. Nói chung là những cây này đều ok hết, rất là mới. Rồi hình cây hai cây này rơi vào tầm khoảng 90-95%. Cây thứ nhất á, cây bên đây cây này á thì độ dài 2 m, độ dài 4 m 5, thu gọn 57 cm. Đọt là 0,7 ly. Nặng là 120 g. Độ cứng tầm 1 h đến 1 h rưỡi. Đó. Đây. Đó, độ cứng tầm 1 h đến 1 h rưỡi. Khá nảy cho anh em đến cảm giác. Cây thứ hai trong cặp này á, là chiều dài là 4 m, nặng là 100 g, thu gọn như bằng cái này. Thu gọn tầm khoảng 53 cm. Đọt 1,7 có độ cứng tầm 1 h tới 1 h rưỡi. Đó. Cái này là một cặp nha, cái này em bán một cặp. Rồi, một cặp này ra đi với giá là 600k cộng ship nha mọi người. Đó. Cặp còn khá là mới, 600k cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây Alphaco Hà Nội địa nha anh em. Dài 4 m. Cây này dài 4 m, thu gọn là 50 cm, đọt là 0,7 ly. Có cân nặng là 110 g, đọt là 1 h rưỡi. Đây, cây này nó quấn hai cọng chỉ này để cho anh em cột dây nha, không phải là em tét lóng hay làm gì em quấn đâu, nó quấn sẵn hai cọng chỉ này để anh em cột dây á. Đó, hàng sau em để vậy. Đây, đọt 0,7 ly, đọt cứng tầm 1 h rưỡi. Rồi, để em tháo lóng cho anh em kiểm tra lóng. Nói chung là những cây này á, nó đều cái này nó dính dãy cá nè. Đó. Bên Nhật người ta câu dính. Hàng này hàng carbon nha anh em, đảm bảo cho anh em là carbon. Đó. Cây này là cây carbon sẵn quân. Khá là đẹp nha anh em. Đó. Rút hết cho anh em xem. Chung thì bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán. Nếu anh em kiểm tra hàng ok anh em nhận giúp em. Em cũng ở nhà cũng gắng cố gắng kiểm tra rồi, nhưng mà cũng phải có sơ sức thôi anh em. Anh em thông cảm giúp em, anh em về anh em kiểm tra. Nếu hàng lỗi nhá, thì anh em alo em, em gửi lại cho anh em. Đây, góc gần áp đọt nó sắn cuộn cuộn luôn. Đọt đi, đọt nguyên zin nha anh em. Nguyên zin. Cây này chiều dài 4 m. Đó. Khá đẹp. Rồi, giá cây này luôn nha anh em. Giá cây này là 650k. Đó. Cây số 2. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Một cây hàng nội địa Nhật Toto. Hàng này dài 4,4 m. Vẫn là một hàng carbon sẵn quân. Đó. Càng khá là đẹp nha anh em. Đó. Cây này là thu gọn là 50 cm, đọt 0,7 ly,
nặng là 110 g, có độ cứng tầm 1 hoắc tới 1 hoắc rưỡi. Đây, đọt khá là nãy anh em chiên cho anh em đi câu chép, câu câu mè, câu gô phi, câu cảm giác. Anh em cá bắt thẳng là mấy cây này thua, mấy cây này là nhiều đến cảm giác thôi nha anh em, chứ không phải hàng đánh bạo lực. Hàng vẫn là hàng carbon sắn đó. Nói chung là cây này mới nó rơi vào khoảng 95%, hàng khá đẹp nha anh em. Chung thì bán mấy cây này thì em tháo lóng cho anh em kiểm tra luôn, soi cho anh em luôn đó. Anh em về kiểm tra mà thấy lỗi á, hoặc có vấn đề trong quá trình vận chuyển á, anh em gửi vào cho em đó. Bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước càng khá là ok nha, đọc nguyên zin nha anh em đó. Càng rất là đẹp. 650k, cây số 2 vẫn có giá 650k nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 vẫn là một thương hiệu Toto, hàng nội địa Nhật, dài 4m5. Cây này thu gọn khoảng 50cm, đọt là 0,5 ly, cân nặng là 140g, có độ cứng tầm 1 hoắc tới 1 hoắc rưỡi. Nói chung là những cây này ok, độ mới nó rơi vào tầm khoảng 90-95%. Nói chung những lóng còn nguyên zin, không tét, không độ, không chế gì hết, carbon sắn đỏ nha anh em đó. Cái này sắn thì khỏi bàn. Độ mới nó ít xuất sắc lắm, rơi vào tầm khoảng 90-95%. Đây đọt, đây đọt sẵn cuồn cuộn luôn, cái góc áp đọt, đọt nguyên zin đó. Đó. Rồi giá cây này nha anh em, giá cây này là 650k luôn nha. Cây số 3, cây số 4. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 vẫn là một cây Toto 4m5, hàng vẫn là hàng carbon sắn. Thông số thì giống như cây kia, thu gọn 50cm, đọt 0,1, 0,5 ly, nặng là 140g, từ độ cứng tầm 1 hoắc đến 1 hoắc rưỡi. Nói chung thì cây này em đảm bảo với anh em mới làm khoảng 95%, nên em tiết kiệm thời gian á, không có tháo lóng cho anh em xem đó, đọt khá là ok nha anh em. Đảm bảo với anh em cây này máy mới đã đảm bảo thì chắc ăn đảm bảo với anh em luôn. Đây tất cả các lóng đều ok hết. Vẫn là carbon sắn nha anh em. Đó. Rồi giá công khai vẫn là 650k nha anh em. Cây số 5. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 6 nha mọi người. Cây số 6 là một cây hàng nội địa, đó, carbon sắn. Khá ok nha anh em. Đây, tem sức nội địa có. Cần này thì dài 4m5, thu gọn là 50, thu gọn tầm 60cm, nặng là 150g, đọt là 0,6 ly, độ cứng tầm 1 hoắc đến 1 hoắc rưỡi. Đây anh em, đọt đây nguyên zin nha, không độ chế. Đó, độ cứng tầm 1 hoắc đến 1 hoắc rưỡi, khá là nảy nha anh em.
chị cho anh em đi câu cá chép thôi, cá chép, cá trôi, cá vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, chứ hàng này không phải là hàng đánh bạo lực. Em bán mấy cây cho anh em về nhắc bổng, nhắc bổng nó quéo đọt liền. Đây, hàng này hàng carbon nha anh em. Đó. À, carbon nó sơn đen hàng còn khá là ok, khá mới. Những góc những lóng nó gần đọt đó, nó đều sáng dày hơn một chút. Ừ, chưa đâu đọt nó đây, đọt đây. Ừ. Đó. Ok anh em, cây này khá ok. Rồi, giá công khai cho anh em nha anh em. Giá công khai cây này là 600k. Cây số số 6. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần Hà Nội đi Nhật, dài 5m4. Có tem. À, thu gọn là dài 5m4. Thu gọn cây này rơi vào tầm khoảng 50 cm, tầm khoảng 60-50 cm hơn 2 gang tay cỡ, thu gọn tầm khoảng 60 cm đó, nặng 180 g, đọt là 0,6 ly, độ cứng tầm 1 h đến 1 h cỡ. Đọc nguyên zin anh em. Đó. Cần này thì nó có xước sát, xước dâm. Đây, xước dâm những lóng ở trong nha anh em. Nó kéo ra kéo vô. Cần em nói xước dâm là em bảo xước dâm. Đó. Cần carbon nha anh em, đây, những lóng này nó đều bị xước dâm hết nha. Đó. Đó. Trạng cần sao thì em báo với anh em như vậy. Những lóng trên đều cắt là mới, độ mới nó rơi vào tầm 95% đó, hàng carbon nha anh em. Đó. Khá là mới. Đó. Cần này là 5m4, giá công khai lên cho mọi người nha. Giá công khai cây này là 550k. Đó, cây số 7. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây hàng hi carbon, hàng của Suzumi nha anh em. Hàng nội địa lộng, hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Đó, cây này vẫn là một cây carbon, hàng hai carbon. Cây này có chiều dài là 4m5. Thu gọn là 56 cm, nặng là 120 g, đọt 0,5 ly, có độ cứng tầm 1 h đến 2 h, ở lộn tầm 1 h đến 1 h cỡ đó, độ cứng tầm 1 h đến 1 h cỡ, đọt nó đây nó khá là bún. Nói chung là về ngoài nhìn vô cây này rơi vào tầm khoảng 90-95%. Đóng thì lông ở trong thì khá là ok, không xước sát xước dâm nhiều. Càng em bán nó báo xước dâm là xước dâm à, những cây lông ở trong rất là mới, hàng carbon nha anh em. Đó. Em đều kiểm tra sơ qua tất cả hàng này đều ok hết, anh em về anh em kiểm tra kỹ lại giúp em, nếu có lỗi hoặc có sự cố trong quá trình vận chuyển anh em gửi về cho em đây. Đó. Carbon nha anh em, hàng này sáng khá đẹp nha anh em. Đây, những lóng nó kế đọt á, nó đều sáng dày hơn một chút. Đó. Đọt như này.
công đây, tầm 1 khắc đến 1 khắc ngữ, hàng khá là đẹp nha anh em. Cây số 7 giá là 600k nha mọi người. Theo sẽ là cây số 9 nha anh em. Cây số 9 là hàng carbon đó, có chiều dài là 4m5. Hàng này hàng chắc của Korea đó, xuất Nhật nha anh em. Hàng nội địa xuất Nhật, tem phai màu rồi đó. Hàng này thì nó làm sơn mộc sơn bạc nha anh em, nhìn khá là nổi, chói 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 đó. Sẵn đây anh em, chiều cây này chiều dài là 5m4, thu gọn tầm khoảng 56cm, nặng 200g, đọt là 0,6 ly, cái độ cứng tầm 1h đến 1h5. Đây đọt tầm 1h đến 1h5 nha anh em, đọt khá là dẻo. Cây này là tháo đít không được nên em không có tháo đít. Đây em rút cho anh em coi phần đầu. Hàng sáng nha anh em đó, carbon sáng. Này đó anh em, sẵn nổi quăng luôn. Tất cả các lóng đều ok hết, không đổi nha anh em. Đó, sơ lược qua cây số 9 thì tháo cái đít này ra không được, anh em không có cho anh em kỹ lóng ở trong đó. Rồi cây số 9 giá công khai luôn mọi người, cây số 9 giá công khai là 500k. Tiếp theo sẽ là cây số 10, cây cuối cùng, một cây cần carbon dài 4m5, thu gọn 56cm, nặng 160g, đọt là 0,6 ly, độ cứng tầm 1h đến 1h5. Đây đọt ra đây, đọt khá nãy nha anh em, tầm 1h đến 1h5. Cây này thì nó bị bay sơn này, những lóng ngoài khá là ok, những lóng nhìn bề ngoài khá là ok, nhưng ở trong nó bị bay sơn này. Nào nó bay sơn thì em nói bay sơn thôi đó. Nó bị nổ sơn này đó. Nhà các con anh em không, em thấy nó nổi cục cục đây đó. Carbon sẵn rõ ràng. Đó. Rồi giá công khai cái số 10 mọi người, giá công khai xây số 10 là 400k đó. Đó tổng cộng 10 cây cần, 11 cây trong đó có một cặp. Em lên cho mọi người hôm nay